Ngày xưa ở Sài Thành, chỉ duy nhất một mỹ nữ khiến đàn ông say đắm đến mê muội. Đó là Ba Tràng. Thần thái là vũ khí đầu tiên, cơ thể là vũ khí cuối cùng. Nếu như em có hai thứ đó thì đàn ông sẽ quỳ dưới chân em.